ngày 29 tháng 11 năm 2013, tại sân bay quốc tế Maputo. Một chiếc Embraer 190 đang chuẩn bị cho một hành trình của mình. Chuyến bay được khai thác bởi LA Mozambique mang số hiệu TM470, có hành trình từ sân bay quốc tế Maputo, Mozambique đến sân bay quá phổ Ferreiro, Angola, có thời gian bay dự kiến là 3 giờ 40 phút. Cơ trưởng là ông Dos Santos Fernandez, 49 tuổi, có kinh nghiệm 9.000 giờ bay, với 2.519 giờ trên E190, là một phi công có thành tích tốt, nhưng gặp khá nhiều vấn đề phức tạp trong cuộc sống và công việc, đặc biệt là từ gia đình. Cơ phó là anh Gregorio Chimuquila, 24 tuổi, là một phi công trẻ, mới tốt nghiệp. Anh có kinh nghiệm 1.400 giờ bay, với khoảng 101 giờ trên E190. Anh được đồng nghiệp nhận xét là một người rất hòa đồng và đặc biệt có đam mê rất lớn với ngành hàng không. Có tất cả 33 người trên máy bay, bao gồm 27 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Các hành khách đến từ 6 quốc gia khác nhau như Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Angola, Pháp, Brazil và Mozambique. Máy bay Embraer E190 mang số đăng bạ C9EMC, được sản xuất năm 2012, 1 năm tuổi. Máy bay còn rất mới, đã tích lũy được 2.900 giờ bay với 1.900 chu kỳ cất, hạ cánh. Positive break. Gear up. Positive break. Gear up. Hai tiếng sau, chuyến bay 470. Bay ổn định ở độ cao 38.000 feet, nó đã đi qua một nửa chặng đường. Hai phi công vẫn liên lạc với ATC khu vực bình thường. Lúc này máy bay đang bay qua vùng quốc gia Biquat Quata, thuộc Namibia. Sau khi ngừng liên lạc với ATC, cơ phó có ý định rời buồng lái để đi vệ sinh và được cơ trưởng chấp thuận. Theo nguyên tắc bay của hãng là Mozambique, khi có một phi công ra ngoài, tiếp viên không cần phải vào buồng lái. Ngay sau khi cơ phó rời buồng lái, cơ trưởng lập tức đóng và khóa cửa lại từ phía trong. Cơ trưởng bắt đầu thiết lập độ cao xuống 500 feet và tốc độ hạ xuống là 5.000 feet trên phút, gấp 2 lần tốc độ cho phép. Mọi thao tác được điều khiển hoàn toàn bởi hệ thống tự động lái. Sau khi đi vệ sinh, cơ phó vào lại buồng lái nhưng cửa của buồng lái không thể mở được. Mặc cho cơ phó và hai tiếp viên gọi lớn, nhưng họ vẫn không nhận được bất kỳ phản ứng nào từ cơ trưởng. Sau sự việc khủng bố ngày 11 tháng 9, cửa buồng lái của tất cả máy bay thương mại đều được gia cố và không thể phá hủy từ bên ngoài. Được biết, cơ trưởng đã phải chịu một cú sốc lớn khi cách đây một năm, con trai của ông vì một lý do nào đó đã tự tử vào tháng 11 năm 2012, và hôm nay sắp đến ngày giỗ của cậu ấy. Ông không tin và không chấp nhận về cái chết ấy, nên đã tìm mọi cách để không phải tham dự ngày này.
Khi còn cách mặt đất 8.000 feet, ông ngắt hệ thống lực đẩy tự động và cho nổ phanh không khí để máy bay rời nhanh hơn. Spoilers. Caution, terrain. 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 Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. TM-47 rơi ở vườn quốc gia Biwakwata, cướp đi toàn bộ sinh mạng của 33 người trên chuyến bay. Vụ tai nạn đánh mạnh vào uy tín của hãng hàng không đến từ châu Phi. Ban An toàn Giao thông Hoa Kỳ cùng Viện Hàng không Dân dụng Mô, Jambican và công ty sản xuất máy bay em, Rayon tiến hành điều tra nguyên nhân của tai nạn. Điều tra cho thấy, cơn trưởng khách nạn đen có ý định tự sát, nên ông đã điều chỉnh cài đặt của hệ thống lái tự động. Thời gian xảy ra vụ tai nạn cũng gần tới ngày kỷ niệm 1 năm ngày mất của con trai cơ trưởng. Con gái của ông thì đang nằm viện để phẫu thuật. Thủ tục ly hôn của ông cùng vợ cũng chưa giải quyết xong.